Con ấy nó đi đỡ giỏi mà. Ê, xong mày biết tao qua đây mà mày hú không? Hú vậy thôi, nó biết gì hết trơn hả? Đã biết, không biết. Em không biết, em hoàn toàn không biết gì hết. Ồ, cái lẽ thằng chẳng về nói chứ. Không biết gì hết. Ai mà chán cơm mày gặp tôi. Chán cơm này đi gặp đây. Nè chị qua. Qua xử đi. Đưa chị qua đi. Ủa, cho em thử trước hả? Hả? Cho chị hai mà. Chị hai phải được ăn trước chứ. Mày ăn sáng chưa vậy Tâm? Mày đừng nói tao mày ăn rồi nha. Ăn rồi. Ừ. Sáng giờ thì sáng thì giặt lộn nhất là ông Tảo 4 kg chờ nó xỉu nó luôn. Làm chi đây hả? Ông Tảo mới làm. Nó chơi nó cài như vậy. Gà đóng không. Gà đóng không cài được à? Ừ. Không ăn cài được thì sao cứ hoài đi. Còn đó cứ có hai cái chai ngoài xịt đó chị. Gà đóng Tảo làm gì em Phương? Đưa cho ông anh dễ của ông anh Kim Sơn đó là hầm xà. Gà đó hầm thuốc bắc mới ngon. Đúng rồi. Ủa Tâm vậy mày ăn luôn chứ? Ăn luôn chứ, ăn một gia ra Tâm rồi. Không sợ, chút xíu đi. Nếu là tới giờ chú chung là chú chung là chú chung là chú chung là chú chung bắt chồng trước ha. Trời ơi nè, còn mấy cái cù lẳng gì mới đã nè. Lấy cô lắng đi rồi lấy con ngựa ra. Nở con ngựa nữa ha. Con ngựa bây giờ mà nhắc nó đi ai cũng lấy con mới con ngựa thôi. Bây giờ nó sôi hết đã. Con ngựa ăn được con ngựa. Uống xong rồi. Ấy bộ gì con ngựa đó. Thầy lắm. Chi cho nhiều cho nó hôi miệng.